tròn 80 năm trước, những chiếc máy bay lạ mặt ồ ạt không kích thành phố cổ Kassa của Vương quốc Hungary, nay là Košice của Slovakia. Tổng cộng có 29 trái bom được ném xuống đô thị này, khiến 32 cư dân thiệt mạng và 80 người bị thương. Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn 4 ngày sau khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941. Mặc dù không thật rõ ngọn nguồn, nhưng nội các Badoshi khi đó của Hungary vẫn coi đó là hành vi xâm lược của Liên bang Xô Viết và lập tức tuyên chiến với Liên Xô. Vụ oanh tạc Kosho nhờ vậy là yếu tố quyết định khiến Vương quốc Hungary tham gia đệ nhị thế chiến hơn một năm rưỡi sau khi cuộc chiến này bùng nổ vào ngày 1 tháng 9 năm 1939 với cuộc tấn công của Đức Quốc xã nhằm vào Ba Lan. Vụ ném bom không rõ nguồn gốc này cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp và thuộc vào hàng những bí ẩn nổi tiếng nhất và để lại hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử Hungary. Dầu khó tránh được việc phải tham chiến và đứng về phe đệ tam đế chế, nhưng những trái bom đem xuống Kosho đã góp phần khiến nước Hung một lần nữa trở thành đất nước bị tổn thất bậc nhất sau cuộc thế chiến này. Để hiểu được nguồn cơn câu chuyện, cần trở về những ngày tháng của mùa hè năm 1920 khi Vương quốc Hungary, thành viên của nền Tam quốc quân chủ Áo Hung, bị phe thắng cuộc áp buộc phải ký kết Hiệp định Hòa bình Trianon, khiến nước này đánh mất 2/3 diện tích đất nước và 2/3 dân số khi đó. Hungary còn bị giải trừ quân bị và bị cấm sở hữu các vũ khí hạng nặng và binh chủng không quân. Quý vị giờ đây đã đào mộ cho nước Hung, nhưng Hungary sẽ có mặt tại tang lễ của tất cả các quốc gia mà bây giờ đang đào nấm mộ cho nước Hung. Bá tước Apponyi Albe, nhà bác học và nhà ái quốc vĩ đại của Hungary, được mệnh danh là đại lão trưởng vùng Trung Âu, đã nói như vậy nhân ngày 4 tháng 6 năm 1920 định mệnh. Cả dân tộc Hung sục sôi trong tâm cảm phải phục thù bằng mọi giá, không chấp nhận nỗi đau Trianon, không nhắm mắt trước cảnh nước Hung lịch sử trôi nổi bên bờ vực thẳm của sự chia cắt. Hungary phải tìm đến đồng minh là nước Đức Hitler, vốn cũng thuộc phe thua cuộc, để chấn hưng kinh tế và được vực dậy sau đòn đánh quá thảm khốc này. Tuy nhiên, lệ thuộc vào kinh tế ắt dẫn đến sự lệ thuộc vào chính trị với nước Đức đang cần đến không gian sinh tồn. Sự lớn mạnh của các đảng phái, các phong trào cực hữu theo chủ nghĩa xét lại ở Hungary khiến quốc gia do nhiếp chính vương Hóti Miklós đứng đầu này ngày càng có sự gắn bó mật thiết với nước Đức, bài xích người Do Thái để làm đẹp lòng Đức. Nhờ sức ép của đệ tam đế chế, Hungary được trả lại phân nửa diện tích đất đai bị cắt cho ngoại quốc qua hai hội nghị quốc tế ở Viên, Áo, thời kỳ năm 1938-1940. Nhưng chính giới Hungary không phải không biết rằng nước Hung nên tránh chiến tranh, trải nghiệm đệ nhất thế chiến khi nước này buộc tham gia cuộc chiến chung của đế chế Áo Hung, cho dù không có chút lợi lộc gì trong thực tế, đã khiến lãnh đạo Hung phải cân nhắc. Tuy nhiên, sau khi nỗ lực trung lập về quân sự gặp phải thất bại, sự vào cuộc của Hungary với nước Đức chỉ còn là vấn đề thời gian. Sáng 26 tháng 6 năm 1941, từ một phi đội máy bay không rõ nguồn gốc, những tay súng đã nhả đạn vào một đoàn tàu hỏa chạy từ Budapest, khiến 3 người chết và 6 người bị thương. Khả năng là vẫn chính 3 máy bay đó, sau 13 giờ chiều cùng ngày, chỉ trong vòng 2 phút đã oanh tạc trên bầu trời Kosho, vốn là một trong 8 thành phố hoàng gia tự do của Vương quốc Hungary từ cuối thế kỷ 15, gây thiệt hại không nhỏ. Vì Kosho là nơi tọa lạc căn cứ của Học viện Không quân Hungary, cho nên rất nhanh chóng các chiến đấu cơ của Hung lập tức rượt đuổi theo 3 chiếc máy bay lạ, nhưng không tiếp cận được dưới khoảng cách 1 cây số. Theo lời các nhân chứng, không ai phát hiện ra được xuất xứ của đội bay. Nhưng sau vụ ném bom, các chuyên gia quân sự tìm thấy 2 trái bom không nổ và kết luận là khả năng chúng là của Liên Xô. Cho dù tư lệnh sân bay Kosho là ông Krudiadam viết trong tường trình rằng có thể đây là các máy bay chiến đấu của Đức, nhưng điều này bị giấu kín trước nội các thân Đức của Thủ tướng Badoshi Laszlo. Bầu không khí chính trị khi ấy rất căng thẳng. 4 hôm trước, Hitler vừa tấn công Liên Xô và quân đội các nước khi đó bị xem là thù địch với Hungary là Romania và Slovakia cũng tham gia cuộc chiến đó. Hungary bị đặt trước một bài toán khó. Liên Xô dường như muốn Vương quốc Hungary đứng ở vị trí trung lập và thậm chí có thể ủng hộ nước này trong nỗ lực xét lại. Đồng thời, chính phủ Hung thì lại sợ rằng Romania và Slovakia do hiện diện trong chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của Đức sẽ có lợi thế trong việc giành lại những vùng đất mà Hungary đã nhận lại được qua các hội nghị quốc tế ở Viên. Sau chiến thắng như chẻ tre của phát xít Đức trong những ngày đầu trước Hồng quân, Bộ Tổng tư lệnh Hungary cho rằng cuộc tấn công Liên Xô chỉ có thể kéo dài trong vài tuần, giống như hồi Đức đánh Pháp, và do đó Hungary có thể tham gia mà không hề hấn gì, thậm chí còn có thể có lợi về mặt lãnh thổ sau này.
Ngay trong ngày 26 tháng 6, nội các Hungary nhóm họp và đặt đất nước vào tình trạng chiến tranh. Rạng sáng hôm sau, Vương quốc Hungary bước vào đệ nhị thế chiến sau khi quốc hội nước này thông qua quyết định trả đũa. Ngày 1 tháng 7 năm 1941, 40.000 quân nhân Hung được huy động tham gia cùng Đức Quốc xã trong cuộc chiến chống Liên Xô mà khi đó ít ai nghĩ là sẽ kéo dài trong nhiều năm và rốt cuộc dẫn đến thảm họa lớn nhất của quân đội Hoàng gia Hungary và của cả nước Hung ngàn năm tuổi. Vụ không kích Kosher như là yếu tố làm bùng nổ chiến tranh với Hungary sau 80 năm vẫn rất được giới sử học quan tâm và là nguồn cơn của nhiều giả thuyết trái ngược. Khó tin được rằng đây là sự khiêu khích của Liên Xô, khi đó đang khốn đốn vì bị Đức tấn công và Stalin không có lợi lộc gì khi có thêm một kẻ thù. Nhất là khi Ngoại trưởng Vyacheslav Molotov cũng đang đề nghị nước Hùng hãy trung lập. Nói về trái bom không nổ bị coi là của Liên Xô, điều này cũng không có gì chắc chắn vì khi đó ở châu Âu, quân đội tiệp khắc, Nam Tư và Tây Ban Nha thời nội chiến cũng dùng loại vũ khí đó. Thế thì phải chăng đây là âm mưu của Đức để buộc Hungary tham chiến cùng? Điều này cũng vô cơ sở, vì trong những ngày đầu của chiến tranh, Đức Quốc xã chưa hề cần quân đội Hoàng gia Hung phải hỗ trợ. Hơn thế nữa, các phi đội máy bay của không quân Đức không xa lạ với dân Hung, vì trước đó đã nhiều lần họ được thấy, cho nên họ có thể phát hiện được ngay. Giả thuyết các phần tử thân Đức của Vương quốc Hungary tự thiết kế một cuộc tấn công như vậy để có cớ lâm trận với phát xít Đức cũng khá phi lý, vì nếu thế, không khó khăn gì để máy bay Hung dội bom xuống chính căn cứ quân sự của Hung. Còn lại một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất cho tới giờ là quả thực cuộc tấn công do Liên Xô thực hiện, nhưng họ nhầm lẫn địa chỉ. Vì vào thời điểm đó, Slovakia đã tham chiến cùng Đức và tại thành phố Eperies về phía bắc của Kosor có một cứ điểm thông tin đáng kể của Đức tọa lạc. Rất có thể máy bay Liên Xô do trục trặc kỹ thuật cho nên đã nhầm Eperies với Kosor khi họ muốn triệt hạ cơ sở này của nước Đức. Dù sao đi nữa thì khả năng này cũng không được nội các thân Đức của Hungary để tâm đến và nó cũng chỉ là một giả thuyết mà không ai có thể kiểm chứng được. Vụ ném bom Kosor khả năng vĩnh viễn sẽ là một bí ẩn của lịch sử, nhưng hậu quả của nó thì vô bờ. Mặc dầu dự định vượt qua chiến tranh với tổn thất tối thiểu, nhưng tới năm 1944-1945, Hungary đã trở thành vùng đệm của chiến sự Liên Xô và Đức. Rốt cuộc, Hungary lại đại bại trong đệ nhị thế chiến. Với Hiệp định Hòa bình Paris năm 1947, nước Hung đánh mất tất cả những vùng đất đã được nhận lại và còn mất thêm đất cho tiệp khắc. Hungary phải bồi hoàn chiến tranh và hậu quả dài lâu của cuộc chiến là nước này nằm dưới ách thống trị của Liên Xô cho tới tận năm 1991 khi người lính cuối cùng của Hồng quân vĩnh viễn rời đất nước này.